Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin so gà giữa con trai bà Dũng và đối thủ, ai mạnh ai yếu đây. Đối thủ của Nguyễn Minh Chiết chính là Bùi Quang Huy. Được biết Bùi Quang Huy sinh năm 1977, lớn hơn Nguyễn Minh Chiết tới 11 tuổi. Hiện Bùi Quang Huy là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 11. Đấy là những thông tin về đối thủ của Nguyễn Minh Chiết. Bùi Quang Huy có 3 lợi thế nổi và một lợi thế ngầm. Lợi thế nổi đó là lớn tuổi hơn, nghĩa là tuổi kinh nghiệm cao hơn. Đang là ủy viên dự khuyết nên việc tiếp quản chức bí thư thứ nhất là hợp lý nhất, bởi ủy viên dự khuyết không khác gì ủy viên chính thức cả. Và hiện nay là bí thư thường trực đang giữ quyền bí thư thứ nhất, khi bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí khác. Đây là hình ảnh Bùi Quang Huy đối thủ của Nguyễn Minh Chiết. Và lợi thế ngầm đó là Bùi Quang Huy thuộc nhóm lợi ích Nghệ An, hiện nay đang rất mạnh. Nghệ An có tổng cộng 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị là Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng và một ủy viên dự khuyết đó là Bùi Quang Huy. Phải nói rằng nhóm lợi ích chính trị Nghệ An và Hà Tĩnh rất đoàn kết. Họ nâng đỡ nhau để đưa người vào ủy viên Trung ương Đảng, sau đó lớp trên kéo lớp dưới hình thành lên một mạng lưới quan hệ quyền lực rất lớn. Một địa phương mà có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị là rất nhiều. Đấy là chưa nói đến số lượng ủy viên Trung ương Đảng chiếm áp đảo. Trong nhóm lợi ích chính trị Nghệ An, Bùi Quang Huy được nhóm này xem là em út cần nâng đỡ. Vì thế, việc ông Vương Đình Huệ có thể dùng uy quyền của ông ta trong tứ trụ với mối quan hệ quen biết đặc biệt của ông Huệ với ông Tổng Bí Thư có thể là một lợi thế lớn cho Bùi Quang Huy. Còn Nguyễn Minh Chiết thì có gì là câu hỏi được đặt ra. Nguyễn Minh Chiết dựa hoàn toàn vào người cha quyền lực của mình. Ông Nguyễn Tấn Dũng có thể nói Phạm Minh Chính nghe. Tuy nhiên yếu điểm của Nguyễn Minh Chiết là ở bản thân cậu ta. Bởi Nguyễn Minh Chiết chỉ mới 34 tuổi, còn quá trẻ cho một vị trí đứng đầu Trung ương Đoàn. Đó là cái khó mà ông Nguyễn Tấn Dũng cần phải vượt qua, vì vị trí này sẽ là ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết. Trong cuộc so gà này, Nguyễn Minh Chiết đang yếu thế hơn Bùi Quang Huy là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nỗ lực của Nguyễn Văn Dũng đến đâu thì hiện chưa ai có thể định lượng được giá trị của nó. Cho nên, cuộc chiến này được một số nhà phân tích đánh giá là vô cùng khó đoán. Trong cuộc đối đầu này, không phải là không có may mắn. May mắn cũng là một vai trò không nhỏ như trong bóng đá vậy. Có một thực tế là hiện nay, lò của Nguyễn Phú Trọng đang đốt rất mạnh. Và mới đây, Ban Bí thư đang lên kế hoạch loại bỏ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Vũ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch tỉnh Gia Lai. Với chức Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bùi Quang Huy hoàn toàn có thể được chám vào chiếc ghế Chủ tịch tỉnh hoặc ghế Bí thư tỉnh cũng ổn. Như vậy, nếu khuyết lãnh đạo tỉnh, Bùi Quang Huy được chuyển đi là một may mắn cho Nguyễn Minh Chiết. Khi đó, Nguyễn Minh Chiết sẽ không còn ai cản đường trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế cao nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Giả sử như không có điều may mắn xảy ra, thì Bùi Quang Huy sẽ loại Nguyễn Minh Chiết để đoạt lấy chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thì vẫn còn lại chiếc ghế trống do Bùi Quang Huy để lại. Đó là ghế bí thư thường trực của Trung ương Đoàn, với cấp hàm sẽ là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết. Ông Nguyễn Tấn Dũng có thể tính toán giành chiếc ghế này như là phương án B, nếu phương án A thất bại. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng. Phương án B cũng không hề tồi, bởi ở ghế này 3 năm sau Nguyễn Minh Chiết đường đường chính chính vào Trung ương Đảng với ủy viên dự khuyết, rồi tính tiếp con đường xa hơn. Khi vào ủy viên dự khuyết thì gần như chắc chắn vào nhiệm kỳ sau sẽ là ủy viên Trung ương Đảng chính thức. Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng đang tính phương án nào cho cậu con trai nếu ông thất bại trước đối thủ trên đường đua và chiếc ghế quyền lực nhất của Trung ương Đoàn. Chính trường Việt Nam luôn nhiều biến động, nó sẽ không ngừng thay đổi. Và chúng ta sẽ chờ xem thời gian tới diễn biến ra sao tại cơ quan của Đoàn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị bị phản đòn, con trai bà Dũng còn dám cương nữa hay không? Trong 6 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lấn sân sang rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt có 3 nơi mà người ta cho rằng Nguyễn Thanh Nghị đã thọc quá sâu vào chuyện của người khác. Đó là vụ Thủ Thiêm,
vụ trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, và vụ thứ ba là vấn đề quy hoạch của Hà Nội. Nếu nói về vấn đề Thủ Thiêm và vấn đề quy hoạch tại Hà Nội có liên quan đến chuyên môn và trách nhiệm quản lý của ông Nghị, thì vấn đề chọc vào thị trường chứng khoán được cho là lấn sân quá sâu vào lĩnh vực của người khác. Thị trường chứng khoán nó thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, chứ không phải thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Cho nên, việc ông Nguyễn Thanh Nghị chọc vào sai phạm của Bộ Tài chính được xem là chọc vào ổ kiến lửa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị. Ông Hồ Đức Phước là nhóm Nghệ An hiện có lực chính trị rất mạnh. Hồ Đức Phước không những người có cùng chuyên môn với ông Vương Đình Huệ, mà còn là người cùng quê với ông này. Hiện nay, ông Huệ đang là thế lực mạnh nhất chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư đầy quyền lực trong thời gian tới. Bởi ông Huệ được xem là đứa con cưng của ông Tổng Trọng trong nhiều năm qua. Nói thế để thấy Nguyễn Thanh Nghị chọc vào việc của Hồ Đức Phước là không hề đơn giản một chút nào. Đó là chọc cả vào một lợi ích nhóm to lớn, chứ không phải chỉ một mình ông Hồ Đức Phước. Tuy là Nguyễn Thanh Nghị có thế lực khủng, là con trai của ông cựu Thủ tướng và là cánh tay đắc lực cho đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Tuy nhiên, về thế lực, chưa chắc ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mạnh bằng ông Vương Đình Huệ. Hiện nay, cánh Hồ Đức Phước đang tìm mọi cách hạn chế Nguyễn Thanh Nghị bớt lo chuyện bao đồng lại. Vì hầu hết, mọi người bị Nguyễn Thanh Nghị nắn gân đều cảm thấy sự nguy hiểm của Nghị, và họ tìm cách phản đòn lại Nghị chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vào ngày 9 tháng 8, ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 52 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ không còn vụ quản lý doanh nghiệp, cục công tác phía Nam. Đây là hình ảnh Bộ Xây dựng đã bị phế bỏ hai cơ quan. Được biết, vụ quản lý doanh nghiệp có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng về công tác đổi mới, sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, giám sát hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. Đây được cho là một cơ quan khá quan trọng đối với những doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Bộ Xây dựng. Nếu loại cơ quan này khỏi Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị mất đi một công cụ giám sát, mà khi không giám sát kỹ, có khi chính doanh nghiệp lại mang rắc rối cho đơn vị chủ quản là Bộ Xây dựng. Được biết hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp cổ phần có tham gia vào thị trường chứng khoán. Việc cắt bỏ cơ quan này của Bộ Xây dựng, một phần nào đó người ta giảm sự tác động của ông Nguyễn Thanh Nghị vào lĩnh vực chứng khoán. Không biết phía nào đã tác động vào ông Phạm Bình Minh làm điều này, tuy nhiên một số người lại cho rằng đã có thế lực nào đó tác động làm cho Nguyễn Thanh Nghị bớt lo chuyện bao đồng để họ được yên thân. Đây chỉ mới là tín hiệu nhẹ. Nếu Nguyễn Thanh Nghị còn lấn tới, rất có thể sẽ có cú phản đòn khác mạnh hơn dành cho bộ trưởng trẻ Nguyễn Thanh Nghị này. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước không ưa ông Nguyễn Thanh Nghị. Có vẻ như Nguyễn Thanh Nghị đã ỷ lại thế lực của ông quá lớn. Nhiều người lại cho rằng ông Nghị là bộ trưởng có thế lực mạnh, nhưng không hẳn là mạnh nhất. Thế lực mạnh nhất đang tập trung vào phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Họ vẫn đang rất dè chừng Nguyễn Thanh Nghị. Không biết ông Nghị có tự lượng sức mình hay không mà muốn leo cao hơn nữa trong thời gian rất ngắn. Nguyễn Thanh Nghị rất muốn làm một bộ trưởng năng nổ vì ông Nghị có thực học. Tuy nhiên, kinh nghiệm chính trường của ông Nghị vẫn chưa hẳn là chín chắn. Nếu không thận trọng, có bị đòn hồi mã thương thì rất khó gượng dậy.